Sau gần 3 tháng thi công, mới đây xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã nghiệm thu bàn giao công trình nhà ở và kho thóc chống lũ cho bà con Bơnông. Đây là công trình do câu lạc bộ bóng đá nghệ sĩ Vistars cùng các nhà tài trợ hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng. Công trình có tổng diện tích 250 m², được xây kiên cố bằng tường gạch, ốp tôn chống thấm, trần nhà được lợp tôn chống nhiệt, nền được tráng xi măng, xây dựng các bục để làm nơi dự trữ lúa, gạo, lương thực thực phẩm, xây dựng hệ thống nhà bếp, nơi ở cho khoảng 200 người dân trú ẩn khi mưa bão xảy ra. Tổng chi phí xây dựng là 250 triệu đồng và người dân địa phương đóng góp gần 1.000 ngày công để hoàn thành. Lãnh đạo xã Phước Thành hứa sẽ quản lý sử dụng công trình đúng mục đích với yêu cầu của nhà tài trợ. Được biết, Phước Thành là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất sau các đợt bão lũ hồi cuối năm ngoái. Hiện nay, nhờ có sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm như câu lạc bộ bóng đá nghệ sĩ Vistars cùng các nhà tài trợ, địa phương đã từng bước khắc phục thiên tai và sớm ổn định cuộc sống cho bà con.